Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 11 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ngày hội đã đoàn kết toàn dân tộc thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Đoàn Trung ương hội nạn nhân chất độc da cam về làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. Công an tỉnh Hưng Yên ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Những nhà giáo tận tụy với nghề. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu dân cư Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày hội văn hóa quân dân. Sự ngày hội có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thôn Yến Đô có hơn 700 hộ dân với 2.500 nhân khẩu. Những năm qua, người dân thôn Yến Đô đã tích cực tham gia phong trào thi đua, toàn dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay 100% các tuyến đường thôn xóm được cứng hóa, có hệ thống thoát nước. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo được tổ chức với nhiều hình thức như hỗ trợ vốn, kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, đến nay còn 1,9%. Gần 99% hộ đạt gia đình văn hóa, các phong trào xây dựng gia đình hiếu học, ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền được đông đảo người dân hưởng ứng. Khu dân cư đã xây dựng được một hòm thư tố giác, một hòm thư góp ý và thành lập hai tổ tự quản về an toàn giao thông, an ninh trật tự, một tổ hòa giải, kịp thời hòa giải 5 vụ việc mâu thuẫn, không có đơn thư khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Thôn đã xây dựng nghĩa trang, có khu cải táng và cát táng riêng, nhiều hủ tục trong thực hiện việc hiếu thì được xóa bỏ. Trong thôn xóm thì không có những việc gì mà to tiếng cả. Thế to tiếng thì hiện nay là một là các dòng họ hòa giải, về sau đó còn những vấn đề gì đổ cộm thì ngược lại nó ban tất cả thôn, thì cái tinh thần đoàn kết trong nhân dân, trong các dòng họ mỗi ngày một phát triển và sẽ nhân rộng ra không những quê hương Đô và còn các cái địa phương khác nữa. Trong các ngày vui đoàn kết này thì bản thân tôi rất là xúc động và cảm xúc. Cho nên tôi đã viết một cái bài hát chèo, thế là yêu sau mảnh đất quê hương. Yến Đô ơi, lớp lớp cháu con giữ gìn truyền thống, đoàn kết xung vầy san sẻ yêu thương, ta cùng chung tay xây dựng quê hương để làng xóm ngày càng thêm đổi mới. Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đã tặng hoa chúc mừng chính quyền và nhân dân thôn Yến Đô nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân. Phát biểu tại ngày hội, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tân Việt, khu dân cư Yến Đô trong thời gian qua, đồng thời thông tin đến nhân dân những kết quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của Bộ Công an. Đồng chí cũng mong muốn cán bộ làm công tác mặt trận cần có sự đổi mới về tư duy và phương thức hoạt động, động viên nhân dân tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Việc thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng, môi trường sống an ninh an toàn đều phải xuất phát từ khu dân cư, từ các thôn bản. Vì vậy, Đảng ủy quan Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng mong muốn các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh Hưng Yên chú trọng phát huy vai trò làm chủ, huy động sức mạnh của nhân dân để xây dựng cộng đồng dân cư vững mạnh. Tôi mong muốn bà con đồng lòng phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Tân Việt, khu dân cư Yến Đô và nhiều khu dân cư trên quê hương Hưng Yên của chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh. Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng gần 3 tấn gạo, nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Việt. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã khen thưởng các gia đình tiêu biểu, tặng quà, hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Việt. Cảm ơn.
Sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Dinh, Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam làm trưởng đoàn về thực hiện chỉ thị số 43 ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 5.500 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, đang chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho hơn 2.800 người và gần 1.500 con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học. Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã tổ chức giúp đỡ cho các nạn nhân chất độc da cam và gia đình nạn nhân bằng các hình thức như xây và sửa nhà, tặng bê sinh sản, hỗ trợ vốn sản xuất cho gia đình nạn nhân chất độc da cam, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà, giúp các đối tượng cải thiện cuộc sống, vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Tính từ năm 2015 đến nay, Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã hỗ trợ trên 44.000 lượt người, trị giá trên 35 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các đại biểu tỉnh Hưng Yên đề nghị Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam và các bộ ngành liên quan hỗ trợ kinh phí cho Phó Chủ tịch Hội cấp huyện, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội cấp xã và kinh phí hoạt động cho Hội cấp huyện và cấp xã. Có chính sách mở để giải quyết chế độ đối với những người có thời gian tham gia kháng chiến ở vùng bị giải chất độc hóa học, bị mắc bệnh liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học nhưng không còn lưu giữ được giấy tờ gốc chứng minh. Có chính sách hỗ trợ cho những người chăm sóc con đẻ của người hoạt động kháng chiến là nạn nhân bị nằm liệt nhiều năm hoặc chăm sóc từ hai nạn nhân trở lên, tăng trợ cấp cho các cháu nạn nhân thế hệ thứ ba. Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Dinh, Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Hưng Yên về công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam dioxin, khắc phục hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh để lại, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 43, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin cấp huyện, cấp xã, tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định những năm qua, tỉnh Hưng Yên rất quan tâm đến các đối tượng chính sách nói chung và đối tượng nhiễm chất độc hóa học nói riêng, đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi cũng nhận định rằng là người nạn nhân chất độc da cam không những là nằm ở đối tượng người có công mà có thể nằm cả trong nhóm đối tượng người nghèo, người chính sách thì chúng tôi cũng đều có cơ chế gắn vào đó chúng tôi tổ chức thực hiện. Thế do vậy chúng tôi ban hành cả cơ chế về làm sao về y tế cho người có công để làm sao có khả năng điều trị tốt nhất. Thế do vậy không được hưởng chế độ kia thì chúng ta cũng hưởng đi theo khám bệnh, theo bảo hiểm xã hội thì cũng đảm bảo được cái tiêu chí để chúng ta được khám chữa bệnh. Thế do vậy về mặt đối tượng được hưởng là đối với tỉnh Hưng Yên là hết sức là quan tâm và rõ ràng và hết sức là tổ chức triển khai 43 là khá là bài bản, có cả công tác tuyên truyền rồi công tác thanh kiểm tra rồi vấn đề là hiệu quả của tổ chức thực hiện cụ thể. Thứ hai đó là cũng sau khi có 43 thì đối với tỉnh Hưng Yên thì cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội nạn nhân chất độc da cam thì chúng tôi cũng được đã quan tâm và củng cố hơn. Đồng chí Trần Quốc Toản trân trọng tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam để thực hiện có hiệu quả hơn nữa chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đồng thời giao cho các sở, ngành căn cứ các chính sách, quy định của nhà nước và tình hình thực tế của từng địa phương để củng cố tổ chức hội phù hợp, nghiên cứu vận dụng tối đa các chính sách để thực hiện hỗ trợ hội hoạt động hiệu quả hơn. Đối với việc tổ chức đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam trong năm 2023, hội cần có kế hoạch tổ chức cụ thể, chủ động về công tác nhân sự và một số lĩnh vực liên quan. Sáng nay, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tỉnh dự và chỉ đạo lễ ra quân. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Văn phòng Ủy ban đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự theo kế hoạch. Phương án đã đề ra thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, phòng chống cháy nổ và các vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống
trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tỉnh, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, tham mưu giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ việc mâu thuẫn, đấu tranh phản bác, xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, kích động, gây rối, làm mất ổn định về an ninh trật tự, tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tăng cường các biện pháp phòng chống nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phát động lễ ra quân đợt cao điểm. Ngay sau khi phát động, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức ra quân và triển khai các tổ đội thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu của các cửa hàng đại lý, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đoàn đến kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu 79 quốc lộ 39, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, công ty xăng dầu B12, tỉnh lộ 376, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, cửa hàng 95 quốc lộ 5, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hồng Hải, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Tại các điểm kiểm tra, đại diện doanh nghiệp chủ cửa hàng thông tin tình hình cung ứng xăng dầu trong những ngày qua với lãnh đạo tỉnh. Theo đó, trước sức nóng của tình hình xăng dầu trong nước, chi nhánh xăng dầu Hưng Yên cùng với doanh nghiệp đã khắc phục ngay tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ ở một số nơi và hiện đã đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp. Cửa hàng công ty xăng dầu giáp danh với thủ đô Hà Nội, khu công nghiệp đã tăng cường nhân viên, tăng thời gian bán hàng để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Kết quả kiểm tra cho thấy các cửa hàng đều hoạt động bình thường, chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và cam kết đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam động viên các cửa hàng, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Các đơn vị cung ứng xăng ở khu vực trọng điểm cần tăng thời gian bán hàng, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của nhân dân, bán đúng giá niêm yết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ động nắm bắt tình hình nguồn cung xăng dầu của các doanh nghiệp, phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu. Sáng nay, huyện Văn Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Huyện Văn Giang có 35 trên 35 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được duy trì, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống dân tộc, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa đều có bước phát triển vững chắc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích và nỗ lực vượt qua khó khăn của đội ngũ nhà giáo Văn Giang. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu ngành giáo dục huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong toàn ngành, chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, tăng cường xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nhân dịp này, ba tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2021-2022 là trường Mầm Non Long Hưng, trường Tiểu học Thắng Lợi được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua. 52 cá nhân là cán bộ quản lý, nguyên cán bộ quản lý và giáo viên được khen thưởng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trải qua chặng đường 40 năm, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên đã có hàng trăm, hàng ngàn thầy cô giáo cả đời cống hiến trong ngành giáo dục và đào tạo. Họ đã dành cả thanh xuân đứng trên bục giảng để làm người lái đò, đưa biết bao thế hệ học trò sang sông cập bến bờ tri thức và thành đạt. Một tiết học kể chuyện tại trường Mầm Non Trần Cao, huyện Phù Cừ. Không có cảnh cô kể cho nghe, thay vào đó là một tiểu phẩm và diễn viên là các học sinh trong lớp.
đạo cụ là những tấm bìa cắt tông do cô giáo Đỗ Thị Bích cắt vẽ, trang trí. Từ nhiều năm nay, cô Bích luôn dành thời gian rảnh rỗi, tự tay thiết kế, lắp ráp các đồ chơi, đồ dùng học tập từ những nguyên liệu bỏ đi, rẻ tiền. Khắp phòng học, không thể đếm hết có bao nhiêu món đồ chơi, đồ dùng học tập được làm ra từ đôi bàn tay khéo léo của cô Bích, như những rau củ quả bằng vải, chiếc ô tô từ gỗ vụn, dụng cụ học đếm số, chữ cái ra đời, theo trẻ trong suốt buổi học. Cô ấy tự sắm cho mình một cái máy khâu này và bộ dụng cụ nghề để cô ấy làm cái đồ dùng cho trẻ. Trong thời gian nghỉ dịch vừa qua thì cô ấy đã làm được khoảng hơn 4.000 đồ dùng đồ chơi. Rồi là cô ấy là một cô giáo rất là tuyệt vời. Say xưa thì có khi ở nhà làm cả buổi thì cũng cảm thấy mỏi người. Đôi khi là đứng lên ngồi xuống thì cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng mà với cái niềm đam mê của mình thì muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho các con thì tôi có thể vượt qua được. Cô giáo Hoàng Phượng Ly gắn bó với trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật từ những ngày mới thành lập, cơ sở vật chất thiếu thốn, không đáp ứng yêu cầu dạy và học. Trước tình hình đó, cô Ly đã vận dụng mọi mối quen biết, kết nối các mạnh thường quân, vận động các giáo viên và phụ huynh chung tay xây dựng các hạng mục của nhà trường. Mỗi người đóng góp một chút, cái gì cần thì làm trước. Đến nay, trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật đã có 3 dãy nhà khang trang, đáp ứng đủ phòng học, phòng bộ môn, thư viện, sân thể thao. Các lớp đều được trang trí nhiều thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học. Không chỉ vậy, cô luôn dành thời gian trò chuyện, lắng nghe để được làm bạn với học sinh, được nghe những lời chia sẻ cởi mở, tin cậy của học trò. Cô hiệu trưởng là một người rất là tâm huyết với nghề. Cô cũng là một người rất là yêu quý học sinh ạ. Cô không những tạo ra cho em một cái ngôi trường trang trọng và sạch đẹp, mà cô còn tạo ra cho em nhiều cơ hội để phát triển trong học tập. Đây là hai trong số gần 70 giáo viên được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo vinh danh nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Trong một bề khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, các thầy cô vẫn bám trường, bám lớp, thực hiện sứ mệnh chồng người. Toàn tỉnh Hưng Yên đã có 40 giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, hàng ngàn giáo viên được các cấp ủy đảng, chính quyền khen thưởng. Và phần thưởng quý giá nhất là tình cảm trân trọng của học sinh, phụ huynh và của toàn xã hội. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức liên hoan hát văn, hát chầu văn tỉnh Hưng Yên lần thứ 2 năm 2022. Liên hoan đã thu hút sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân dân gian, diễn viên, thanh đồng, cung văn, nhạc công đến từ 8 câu lạc bộ, đội văn nghệ của các địa phương trong tỉnh. Mỗi đơn vị mang đến liên hoan 2 tiết mục, gồm một tiết mục hát văn và một tiết mục hát chầu văn, với các nội dung ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, con người và quê hương Hưng Yên giàu đẹp. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của loại hình hát văn, chầu văn, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo tồn, kế thừa, giới thiệu với công chúng những giá trị nghệ thuật truyền thống của loại hình hát văn, chầu văn. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 2 giải xuất sắc cho tiết mục chầu văn Quan Lớn Đệ Tam của đội huyện Tiên Lữ và tiết mục hát văn Chầu Bé Bắc Lệ của câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống Trúc Sinh, 7 giải A, 7 giải B cho các tiết mục tham gia. Về giải toàn đoàn, ban tổ chức đã trao 1 giải xuất sắc, 3 giải A và 4 giải B cho các đội. Giải xuất sắc toàn đoàn thuộc về huyện Phù Cừ. Thưa quý vị và các bạn, với tình yêu thương luôn dành cho con trẻ, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ của huyện Khoái Châu đã có nhiều việc làm thiết thực, kết nối được với nhiều nhà hảo tâm, nhận đỡ đầu, hỗ trợ nhiều cháu nhỏ mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để các em tiếp tục được vui bước đến trường. Cháu Tạ Phương Tú Linh sinh năm 2017, xã Đồng Tiến, mất mẹ từ lúc mới hơn 1 tháng tuổi. Vì hoàn cảnh khó khăn, bố phải đi làm ăn xa. Tuổi thơ của Linh chỉ có hơi ấm vòng tay của bà nội, đã gần 80 tuổi, sức khỏe yếu, không còn sức lao động. Năm nay, cuộc sống của Linh và bà nội đã vơi bớt phần nào khó khăn khi cháu được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Tiến nhận bảo trợ theo chương trình Mẹ Đỡ Đầu từ tháng 3 năm 2022. Các mẹ các chị nào cũng đến là thăm hỏi, thế rồi thì mời mang những cái tình cảm để đến để giúp đỡ cháu. Mỗi một khi các mẹ các chị các bà mà đến thăm cháu thì cháu phấn khởi lắm. Bản thân tôi thì tôi nghĩ là xúc động và rất là cảm ơn. Em Đỗ Thị Khánh Ly sinh năm 2005 ở xã Hồng Tiến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mồ côi cả bố và mẹ từ nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Nhiều năm qua, Ly ở cùng bà nội là bà Vũ Thị Toan đã 75 tuổi. Hàng ngày bà Toan vẫn nhận làm vàng mã thuê để có tiền chi trả sinh hoạt hàng ngày.
Thế nhưng giờ đây cuộc sống của em Đỗ Thị Khánh Ly đã bớt khó khăn đi phần nào khi em có thêm những người mẹ đến từ hội phụ nữ xã. Hiện câu lạc bộ dân vũ xã đã nhận đỡ đầu em thời hạn 5 năm, mỗi tháng em được hỗ trợ 500.000 đồng. Qua sự động viên của các mẹ các bác thì em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, vui vẻ, lạc quan để vượt qua cuộc sống khó khăn. Thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với những mất mát thiệt thòi của các cháu thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi cũng đã triển khai chương trình Mẹ Đỡ Đầu. Chúng tôi đã bảo trợ và kết nối được hai cháu. Thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kết nối và tới các doanh nghiệp, các cá nhân để hỗ trợ và bảo trợ từ 5 đến 7 cháu. Đến nay các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn huyện Khoái Châu đã nhận đỡ đầu được 51 trẻ mồ côi. Thông qua nguồn kinh phí huy động, mỗi cháu được hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Bên cạnh đó, các mẹ đỡ đầu tuyên truyền vận động người thân, bạn bè tặng thêm những vật dụng cá nhân cho các cháu như sách, bút, vở, quần áo, gạo. Không chỉ hỗ trợ các em về vật chất, khi nhận đỡ đầu, các mẹ chủ động thường xuyên quan tâm, thật sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho các em trong cuộc sống. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, trên YouTube Truyền hình Hưng Yên HDTV. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế.